gì vậy? Gì kỳ vậy? Trời lộn nữa ăn cơm rồi. Ngay ngay tay quất à ha. Đi học rồi đi học. Cái gì ngay tay là cá rặt. Trời, đầu tiên thì họ đổ cái măng ra. Quay gì vậy? Cái gì? À, coi nó cầm cái gì cho tay luôn. Cái gì? Cái gì cái mầm. Chạy cho anh Rôn tắm đi, để anh Rôn đang bóng dở đây. Để lên, để lên, để anh Rôn bóng ra. Đi học đi. Nó lên cự. Rồi à. Đi ra ngồi chơi. Nó lên. Ờ, ai đưa con lên á? Ba. Ba đi đâu rồi? Giờ đi nữa rồi, con biết đâu. Cháu nội chị hả chị? À, cháu nội sao? Thưa, thưa bà bác. Tại không, không biết hả? Ừ, giỏi. Ông bác đó. Thưa ông bác. Được rồi, hết rồi nha. Cái này có ai chắc là cũng sai nữa.